và cái này này các bạn lại nói này tin tức bên nước Mexico và Đông Mỹ thì mà tôi sẽ nói về cái này một đoạn khoảng 3 khổ lắm. Ok, cuộc vận động này diễn ra sau khi tổng thống Mỹ Mike Pence bên thức lên after former US Vice President Mike Pence anh là cánh tay phải của ông Trump nhưng một sẽ không ủng hộ ông khi ông trở lại Nhà Trắng. Former former President Trump sẽ effective right hand man and now that he would not support trong nhiều thập kỷ vừa qua, Ohio được coi là một bang chiến địa trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Ohio has been considered a battleground state in U.S. election. Bang này có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ hơn lực lượng đảng Cộng hòa. This has led to be more strongly Republican seat with the Trump win 2016. Và trước đó kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy tổng thống đương nhiệm Biden và cựu tổng thống Trump đã giành số cần thiết để trở thành Trump cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa và tham gia đường đua về Nhà Trắng năm 2021 tới. President Biden and former President Trump had won the necessary number of votes to become a party presidential candidate in the race for the White House. Already again, Ohio being considered a battleground state in the U.S. election. Trong một thập kỷ qua, trước đó, cuộc bầu cử sơ bộ cho thấy Biden và Trump đã giành được số phiếu cần thiết để giành ứng cử viên của mỗi đảng tham gia. It won the necessary number of votes to become a party president candidate in the very far White House on 8 November. Mỗi đảng tham gia được đua vào Nhà Trắng năm 2021. Cuộc khởi nghĩa Biden và Trump trở thành ứng viên của mỗi đảng. U.S. election. Peter Biden and Trump became the presidential candidate of 8 party. Có cái sự nhiều người